Thì anh mong em bấm nút dây. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm này. Anh không, không có hỏi. Thôi đây em chỉ cái nút ra. Đây. Đây cái nút này nè. Cái này, đây, đây, đây. Muốn vợ quá rồi. Rất có duyên gặp ở trên sân khấu bạn Nguyễn Hòa này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phần nữa ha. Hai người sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi, mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả ở trong đường quay. Em tên Lê Tài Long Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong kinh doanh bán hàng cho công ty. À, trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn, quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ và thân thiện. Em cũng hiền, với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Mỗi lần em coi mấy cái chương trình á, mà có mấy cặp mà dạng như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi, vậy bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? À, em có thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với lại em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Nha. Rồi mời bạn trai bên kia. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ, thì điểm mạnh của em á, thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật, chung thủy lắm mà. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó. Thấy không? Đúng rồi. Rồi, vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu là gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ mà sao hay ngái. Hiểu ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ủa, tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vậy hồi lúc trước thì em cũng có lên đây là thành phố làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có đứa con gái thấy em cũng dễ thương đúng không, hiền, cái là mai kêu nó quen con của gì đó, cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Cái xong cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương, cái rủ đi chơi đâu có 2-3 lần cái cu dính người đó luôn, lại mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội. Đúng, đúng không? Nhát. Mà đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại hồi đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em cũng trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy 2 năm rồi. Dạ, thì quen cũng được năm mấy rồi, xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? Thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo, thì thôi em không hỏi nữa. Là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ, thì em cũng có giống như là anh đó dạng như đang quen lần 2 người á chị. À. Bên kia là 3 mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi? Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hung. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó rồi quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời, chào chị Cát Tường. Chào em. Chị, em kể chuyện hấp dẫn quá nên chị không thể kiềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ vậy. Quen mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi gian này. Giờ gian rồi hả? Gian.
À, Giang, Giang. Mũi tình năm mà tưởng đâu Giang rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sau 5 năm rồi mà chia tay. Ừ. Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện xảy ra rồi. Lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai như ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con đã nói xong vô tình cái em gọi điện thoại. Cái không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó. Thì cái lúc đó cũng hợp hững rồi. Thấy cảm thấy như là bị tâm sự lừa dối rồi, bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy giỡn chưa? Thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của người ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Thì rốt cuộc nói thương thương xong chưa gì hết cái người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay hung về cưới liền. Không mà em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không? Gặp người đó cảm thấy hợp ý, bấm nút về nói ba mẹ cưới liền. Cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Vậy đi. Rồi bây giờ em muốn kiếm một người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống vui vẻ, hòa đồng. Với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Tiền là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Chứ không lẽ lấy vợ đâu. Đúng rồi, sống em mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay là đưa cho em nào rồi. Hỏi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Bây giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thiệt, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Bây giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh sống rất là thật em ơi. Chứng minh được mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á. À, dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập á. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó thì được rồi. Rồi, có anh mẫu. Anh có. Anh có. Không này có nói có. Làm như muốn vợ lắm mà sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Anh ghét cái gì là ông nhất? À, em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như có gì đó. Nhiều đó thôi đủ rồi. Được không em trai? Ui trời quá được quá. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ em đi với ba. Với dì Dượng. Anh hai, mợ hai. Với một bạn thân. Cả ba, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn. Mẹ ở nhà. Thôi cho gặp bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác ơi. Dạ, chào bác trai. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các thầy. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tính tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan, hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân, chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Dạ. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình. Thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau rồi bấm nút rồi theo bác về quê. Đó. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em, bà con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh. Dáng thì ok luôn. Nói chung là em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%.
Được rồi, nói chung á, cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Yeah. Kéo màn lên. Lớn cho hai cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, Tiến đi Tiến. Anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Tới, tới luôn, tới luôn. Tới luôn. Rung quá, chứ tự nhiên gặp mặt rung quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương. Dạ, thì anh cũng thấy em vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em, nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chừa. Thôi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời ông cho nhiều thì được nhiều. Mà anh thích đẻ đông con vui. Anh lần này em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em, nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vì mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm không em? Anh không, không có hỏi. Hồi đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi, đây cái nút này nè. Cái này đây, đây, đây. Muốn vợ quá rồi. Phải đặt tay vào nút bấm nha. Lo ông chỉ ta hồi bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3. Hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Đã nói rồi. Vô, giờ tới lúc này vô. Thôi, cho anh xin phép không em hết. Dạ, nói với ba đi, nói với ba dạ gì đi. Dạ, rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. Ba cũng cảm ơn chương trình. Con nói gì với bác đi. Dạ, con chào bác. Thì con cũng không biết nói gì rồi. Chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe. Con xin hết. Dễ thương rồi nha. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn xem phim thật là hay. Là vui. Gửi tặng hai bạn đây là một phần quà, đó là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm Hura Daily được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay vẫn nắm tay. Rồi, nắm tay thì chặt nha. Rồi đi xem phim, tìm hiểu nhau. Rồi, chúc hai bạn rồi, hạnh phúc. Hạnh phúc nha. Nhớ xuống dưới nha, tâm sự chia sẻ hôm nữa nha. Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không? Nào, 3 2 1 1 Xin mời nhà gái. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì
sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người đó con. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ. Nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo dạ, tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến là tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ trời, hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đâu chăm sóc đứa nhỏ? Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại giờ đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ, về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Dạ, cái đó là điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy, chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ, em đi với bố, con gái, anh chị em. À, vậy hả? Có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh, con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi, năm nay con 5 tuổi, con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Thấy chương trình thì chào ông Mai bà Mối. Thì dạ, mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Dạ. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình, người Dung rất là ước ao, thường nghe là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội
để hai đứa gặp nhau thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng á. Và tương đồng với đây vì là... thứ nhất là cái nội tâm sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Yeah. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Yeah. Trong gia đình thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo vâng, quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất nó không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có lăng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Đó, dạ, không, đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiến tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt phải chỗ nào. Rồi, nghĩa là con phải thấy này được ha. Đây là một một người đàn ông rất là bản lĩnh, đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở nên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi, biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào em gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi, hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à, cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào, hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Có con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em, món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ, sách ạ. Sách? Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em. Mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm. Cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong cuốn sách đó. Thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình cảm ơn anh. Bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với một trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết, thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê, chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ.
Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, đâu mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa, thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này: tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau, thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu, thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì cái trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào. Nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà tự trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con, cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Hãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình nữa, phải dư chút đỉnh nữa, đủ ăn đủ mặc. Cái đó thì điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3 2 1 1, hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì
con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em, em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Dạ có. Nói vợ gì cũng có chứ. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xây lại cái ngôi nhà tình yêu cho nó mới. Xây là ngôi nhà tình yêu cho nó đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương ở trong đó. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ nhì. Con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại cũng đang lên vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thực sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng mà ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cái trước tiên, cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Ông con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn bên kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao?
Nói nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi, dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình con nào con nói đó. Đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn nhưng 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần một năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. Nên trở thành bạn luôn. Rồi xong rồi đó. Nhưng mà anh nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi cô. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi, nay ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1m50 trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc em sao? Dạ tóc thì chấm ngăn vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến với cái chương trình này rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà thì gái coi nè, sao nha đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Con chào chú Quỳnh Linh. Trời chào công chúa đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan đường gì đó. Ba cái dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Không. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính dữ lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà hay thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Mà hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào.
Ôi, dạ. Anh có quà, muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đọc nó cũng cháy mà không đọc nó cũng cháy luôn. Dạ. À, do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên dạ. Cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á, cũng lén mẹ có một cái quỷ duyên gọi là quỷ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Dạ. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Dạ. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nó chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói dạ. Chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình dạ. Ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha? À, hiện tại thì anh đang là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hay trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình đó phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, thí dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại dạ. Vì về nhà mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, cũng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh dạ. Nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai dạ, hát con được hát không? Một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin cuộc tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi chắc nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình cái này là về phía anh thôi, nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn.
Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi, bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Vượt qua được cái dạ. Đó, vậy thôi, bình thường đó mà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô chú, cảm ơn chị dạ, con đi trước dạ. Đi nè. Hồng Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ của nhãn hàng Mắc He, vì muốn mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời em trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim, năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim, hợp lý nha. Kim xanh Thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn anh trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ. Mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình
rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món. Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ, chua ngọt. Rồi ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, chào anh. Rồi, xinh gái xinh đẹp quá. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ. Mà mình nghe hết. Dạ. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Tôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc. Nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Chào chị Hồng Vân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xả dao chị. Xả dao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ, xả dao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xả dao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu á, thì em thấy làm sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp mà chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Được, thích chứ, em thích gái đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ, em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 giờ dạ, sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ, em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em. À, đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tại vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Dạ. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn.
Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ không? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời thương, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đàn trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Em chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em, cảm ơn. Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cho em món quà em tặng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm mình tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì ạ? Gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son ạ. À. Son rồi đến kẹp chì mắt. Dạ. Thế hả? Dạ. Dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. À, tốt rồi. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà, dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ, thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Nếu như mà ba mẹ có làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình. Anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Dạ. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nào, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Lòng hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì đời anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ.
Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô gái ngành y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non, ánh mắt em đây như muốn nói em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền, còn nếu chưa rung động không còn bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi, bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn cái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa nhau đến những nơi hạnh phúc với các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Để Thủy đi trước đi Kim. Dễ thương quá à. Tôi với ông phải dàn cái đi. Mình bữa nay mát tay quá. Đúng rồi, hai đứa rất là dễ thương luôn. Còn bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vy bà tới đột xuất quá, cái tàu vàng nó gớt bạc. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào
Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng, năm nay em 24 tuổi, sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ, ở quận nhất ạ. Rồi, mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con, hình tượng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào còn làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà như lúc mà mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên, mình xỉu ví dụ. Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thật sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp. Là hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con coi. Cho nên con đều chia tay. Sau đó chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này, đúng không? Dạ. Vậy cái người đàn ông bên đây sao? Em mối tình em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Nè người ta xinh xắn nè. Trời gái dễ thương quá trời đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Con được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói mà người ta yêu thương. Con gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp một chút thôi. Tóc thì cũng... Sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là không? Cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt 5 nút luôn á. Con gớt 5 nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự một cái có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở đúng tuổi rồi. Trẻ rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy. Bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định.
tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi hai về ba nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha, người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh. Không cần là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Và đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vy bả tới đột xuất quá, cái tàu vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa? Ra rồi giờ không vô được luôn. Có cách nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng lòng đầu bạc á. Đó, răng lòng đầu bạc rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kìm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bây giờ cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá, gia trưởng. Nên em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường đi du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Anh thường thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất phải 3 triệu rưỡi một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 lại ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về, về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á, mà nhỏ con, hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gõ cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi tiếp tục đi học đại học. Khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghiết hồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp với anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em.
Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Còn hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó. Ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho tất cả những cặp đôi trong bạn mối hẹn hò sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, vi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em nấu mà em còn chê mẹ. Đó. Mẹ xem chương trình. Dạ. Mẹ đừng có la con nha. Em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Rồi vậy là xuất sắc hơn cả bè, với lại em cho nó sáng năm nay em thấy em thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lúc. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em đặt gạo, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà. Bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.